Hôm nay cùng ông Dượng đi giăng lưới bẫy cò. Vì cái hầm cá tra này, cá giống nè, bữa nay cò nó lợi mấy trăm con luôn, nó phá quá trời. Mình giăng bớt để nó bớt phá. Ổng đang đi trước kìa. Giăng lưới lưa ta gọi cái này gọi là lưới tàng hình. Ù, con ếch bự dữ à. Mới nhảy đó cái đùng. Chỗ gốc ếch. Ồ, sao bên bển nó nhồi trời ta. Nó nhồi bọt quá trời Dương Úc. Thôi đi giăng bẫy cò trước đi tính. Lưới tàng hình. Kiếm dài con cò sáu măng đây. Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Đây là cái ao nè. Sáng là mấy trăm con cò nó bay vòng 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 nó bắt cá. À vậy hả? Đúng rồi. Nó đi ăn đêm phải không? Đi ăn đêm mà là giờ mà mình giăng lưới rồi sáng mai mình ra mình bắt. Giăng từ đâu vậy? Giăng từ mấy cây chôm chôm, cây sầu riêng. Trâu gâu co kìa. Quất. Đó, nguyên cái lưới tàng hình này nha. Nè, thấy chưa? Thấy lưới tàng hình không? Nè, thấy cái cọng này thôi chứ mấy lưới kia làm gì thấy, đã gọi là tàng hình mà. Đó. Ồ. Hả? Sáng ra là hút bạc rồi. Sáng mới ra thăm bảy lưới tàng hình nha. Khổ nó 4 mét rồi đó. Đó. Cắm cái ghe cao chưa? Đang giăng lưới tàng hình 7 chim cò. Nè. Thấy không? Chỉ có cái cọng nối nguồn á là nó to to thôi chứ còn mấy cọng khác là nhìn không có thấy luôn á. Nguyên một cái cây trúc. Cây trúc cao à. Ô, dính cá sáng rồi vậy? Quá trời, sáng nay cò nó đứng xung quanh ao đầy hết các bạn ơi. Mình ra nó bay tứ tung hết kìa. Trời ơi, mấy trăm con cò. Bù lừ hết xung quanh ao. Giờ mình đi thăm bẫy cò thôi. Thăm cái lưới mình giăng. Đứng kìa, đứng bờ ao trắng hết trơn, thấy không? Nãy giờ nó bay lên lừ hết trơn 200-300 con cò. Hush, 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 hush.
Ôi trời. Có mấy trăm con cò luôn thấy chưa? Giờ mình đi thăm lưới. Quá trời. Tường thuật lại quá trình đi thăm cái lưới lưới tàng hình hồi chiều chiều hôm qua mình giăng. Không biết dính con nào không nữa. Ha. Cái gì? Hỡi. Dính được, chắc dính được nên cái lưới nó mới trùng xuống kìa đó, nó bọng xuống đó, chắc dính được con gì rồi đó. Treo chảo hả? Ôi giăng lưới cò dính treo chảo cũng được. Ù mập ù kìa đâu, treo chảo nghe anh em. Mấy con dính con cò nữa phải không hả? Đủ con ấy, con gì hồi nghe. Ôi ôi trời, chảo dính vô. Ôi kìa, kìa hai trời ơi kìa đấy, dính dỗ, dính ra đủ. Trời ơi quên quay video. Quên lo coi không, quên quay video. Trời ơi chảo chảo nó đâm vô các bạn ơi, nó đâm vô rồi. Đây cũng được, con này đẹp quá, nhưng mà con này chắc thả chứ không ăn đâu. Ý da nó cắn chắc chết, cái mỏ nó mạnh quá kìa. Ê nó mổ thấy mẹ luôn. Ôi đây chào chảo nữa nè. À, được 4-5 con chào chảo các bạn ơi. Thằng kia nữa kìa. Trời ơi nó đâm xối xả vô mà không dính. Ủa nha. Đây chào chảo đắng nó thẳng quá nên đâm nó dội ha. Được 4-5 con chào chảo với con này là con gì Dương Út? Con này con gì? Mỏ nhát hả? Chài chài này to quá ta. Con chài chài này to quá. Đẹp quá. Quá đẹp. Quá đẹp. Nó rất là đẹp. Bộ con này bự con quá ha. Con này bự lắm nè.